chọn giữa Văn Thanh với Trọng Hoàng. Thật ra thì ban đầu Trọng Hoàng cũng chơi không hay lắm bên hành lang cánh phải, ở vòng bảng AFF Cup 2018. Điều này cũng dễ hiểu vì cánh phải trước đó không phải là vị trí sở trường của Trọng Hoàng. Anh hầu như phải bắt đầu lại từ đầu ở vị trí mới toanh. Huấn luyện viên Park Hang Seo thời điểm đó buộc phải sắp Trọng Hoàng bên cánh phải vì Vũ Văn Thanh chấn thương, và người dự bị cho Vũ Văn Thanh là Phạm Xuân Mạnh cũng chấn thương luôn. Nhưng càng vào sâu trong giải AFF Cup 2018, Trọng Hoàng chơi càng hay, mạnh cả trong tấn công lẫn phòng ngự, nguy hiểm cả ở các tình huống tạt bóng từ biên, lẫn những pha di chuyển bó vào trung lộ rồi sút xa. Đến ASEAN Cup 2019, Trọng Hoàng là một trong những cầu thủ hay nhất của đội tuyển Việt Nam tại giải, khiến các cầu thủ đến từ Tây Á như Iraq, Iran và Jordan phải ngán. Thành ra, khi Văn Thanh hồi phục sau chấn thương, vấn đề được quan tâm là Văn Thanh hay Trọng Hoàng sẽ đảm trách hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam tại King's Cup và xa hơn nữa là vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á. Trọng Hoàng từ đầu mùa giải 2019 đến giờ chưa đá chính thức trận nào, do anh vướng thủ tục khi gia nhập câu lạc bộ bóng đá Việt Ten từ đội bóng cũ Thanh Hóa, phải đến đầu giai đoạn 2 của mùa giải, Trọng Hoàng mới có thể thi đấu. Phong độ vì thế sẽ là trở ngại đối với Trọng Hoàng, nhưng như đã nói, đích đến của đội tuyển Việt Nam trong năm không phải là King's Cup, mà là vòng loại World Cup, mà khi đó, Trọng Hoàng đã ra sân trở lại nên huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ đau đầu với việc sử dụng Trọng Hoàng hay Văn Thanh bên cánh phải. Mà có khi, chính huấn luyện viên Park Hang Seo cũng muốn dùng King S Cup để thử phong độ của Trọng Hoàng, rằng sau quãng thời gian nửa mùa giải không được thi đấu chính thức, anh có mất đi các tố chất, các kỹ năng của mình hay không? Đặt trường hợp Trọng Hoàng trong thời gian thay Văn Thanh ở AFF Cup 2018 và ASEAN Cup 2019 mà Trọng Hoàng thất bại, ông Park có lẽ dễ quyết định hơn nhiều xung quanh cánh phải của đội tuyển Việt Nam. Đằng này. Trọng Hoàng khi đó lại đá quá hay, nên vị huấn luyện viên người Hàn Quốc không dùng văn thanh thì phí, mà dùng văn thanh bỏ Trọng Hoàng thì cũng khó xử. Hy vọng rằng sẽ có giải pháp tốt cho cả hai, vì cả Trọng Hoàng và Văn Thanh đều là những tài năng của bóng đá Việt Nam hiện tại. Mỗi người đều có thể đóng góp có ích cho đội tuyển và luôn sẵn sàng sung trận ở nhiều vị trí khác nhau trong đội hình. Kim Điền